Ra đời trong những ngày đầu của cách mạng tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng công an nhân dân luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng, đoàn kết tận tụy trong công tác, dũng cảm mưu trí sáng tạo trong chiến đấu. 70 năm qua, công an nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Trong những ngày đầu thành lập, chiến công mang dấu ấn lịch sử của lực lượng công an nhân dân chính là phá thành công vụ án tại số 7 Ôn Như Hầu, tức là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội bây giờ, một trong những trụ sở của tổ chức phản động Quốc dân Đảng vào ngày 12 tháng 7 năm 1946. Qua tài liệu thu được, ta nắm được kế hoạch đảo chính chính phủ Hồ Chí Minh do Trương Tử Anh, Chủ tịch Quốc dân Đảng soạn thảo tại đây. Theo Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an Nhân dân, việc phá án này là thắng lợi lớn trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân và thành quả cách mạng những ngày đầu thành lập. Qua cái vụ án này thì cũng rút ra một cái bài học là lực lượng công an phải tuân thủ tuyệt đối cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và chính phủ trong cái việc thực thi cái nhiệm vụ công tác của mình. Đó chính là khi trấn áp phản cách mạng thì phải có chứng cứ rõ ràng. Và điều quan trọng là trấn áp phản cách mạng phải giữ vững được chính quyền cách mạng. Năm 1956, nói chuyện tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 10, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, nhân dân ta có hai lực lượng, một là quân đội để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình. Một lực lượng nữa là công an để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại. Đồng hành với dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng công an nhân dân đã đấu tranh trấn áp kịp thời các thế lực phản cách mạng, phòng ngừa, đối phó với các hoạt động do thám, gián điệp, lập nhiều chiến công, có phần quan trọng đập tan âm mưu chống phá của các thế lực phản động. Hơn 11.000 chiến sĩ công an nhân dân đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng tôi không bao giờ quên ơn Đảng, quên ơn nhà nước, quên ơn chính phủ và đặc biệt là quên ơn Bác Hồ kính yêu. Chính Bác Hồ kính yêu là đã dạy cho cái lực lượng công an nhân dân rất nhiều điều, như là 6 điều Bác Hồ dạy đối với công an nhân dân. Thì trong cái quá trình đó, chúng tôi đều lấy cái lời Bác Hồ dạy để làm cái kim chỉ nam cho cái suy nghĩ và cho cái hành động và những việc làm của mình. Suốt 70 năm qua, lực lượng công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hy sinh quên mình, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước những thời cơ vận hội lớn, nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức, đặt ra những nhiệm vụ, trọng trách mới cho lực lượng công an nhân dân. Thực tế 70 năm chiến đấu và công tác trưởng thành đã rút ra rất nhiều bài học, nhưng mà trong đó có một cái bài học rất quan trọng là công tác công an ở đâu cũng vậy, phải dựa vào dân và lấy niềm vui lẽ sống của nhân dân làm cái mục đích hoạt động của mình. Và từ đó thì các cái hoạt động đảm bảo an ninh trật tự mới thành công được. Suốt chặng đường truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Nhân dân Việt Nam luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Và đây cũng là thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Công an Nhân dân. Bất cứ khi nào, ở đâu, các lực lượng công an nhân dân cũng đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.